Người thông minh sống ở trên đời họ sẽ không mở miệng khoe mẽ bốn điều sau. Bạn đã làm được chưa? Người khôn thì giấu kỹ bốn chuyện, kẻ dại thì không hiểu biết nên gặp ai cũng kể. Thành công trong sự nghiệp. Có nhiều người sống mà cứ thích khoe khoang, thậm chí còn sẵn sàng cho người khác xem bảng lương của mình. Họ làm như thế để được người khác khen ngợi. Nhưng ở nhiều công ty việc tiết lộ thu nhập cá nhân sẽ bị phạt. Càng khoe mức lương thì càng dẫn đến những tâm lý so sánh, hiềm khích, ghen tị. Nếu lương bạn thấp mà nói ra thì người khác sẽ chê cười. Tốt nhất thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền, lương cao hay thấp, sếp ưu ái hay không cũng nên giữ kín. Số tiền tiết kiệm của bạn. Khoe tiền tiết kiệm sẽ có những rắc rối như vay mượn, bán hàng, ghen tị, rồi làm mất đi mối quan hệ. Suy cho cùng thì tiền bạc có thể chia con người thành những cấp khác nhau. Tiền bạc là làm con người tự tin nhưng cũng khiến họ gặp phải vô số rắc rối. Vì vậy, khi bạn có bao nhiêu tiền, tốt nhất bạn không nên tiết lộ với người khác. Khi bạn được ai giúp đỡ, khi bạn gặp được người tử tế hay chụp ảnh lại và giữ làm kỷ niệm. Bởi đây được xem là nguồn năng lượng tích cực mà bất kỳ ai cũng muốn. Nhưng khi giúp bạn họ có thể không muốn công khai, bạn nên giữ bí mật. Ví dụ có người ưu ái bạn thì bạn đừng kể cho bất kỳ ai, nếu không mọi người sẽ thấy không công bằng. Khi cha mẹ cưng chiều bạn, cha mẹ yêu thương. Cưng chiều bạn nhưng không chắc họ cũng yêu thương và cưng chiều anh chị em khác. Cùng là con cái trong một nhà nhưng cha mẹ chưa chắc cha mẹ đã thương đồng đều với nhau. Tùy vào hoàn cảnh mà cha mẹ cư xử với CONC ái khác nhau. Mặc dù đã là cha, là mẹ, ai cũng yêu thương và mong những điều tốt nhất đến với các con. Dù bố mẹ có lý trí đến đâu cũng không thể công bằng tuyệt đối được. Thế nên khi được bố mẹ cưng chiều thì bạn đừng nên nói ra.